Cách đây 2 tháng, kẻ gian đã liều lĩnh chặt trộm cây sưa tại khu vực vườn hoa Nam Cao, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bảo vệ vườn hoa cho biết, mặc dù các cây sưa đã được đổ bê tông bao quanh gốc, nhưng kẻ gian vẫn liều lĩnh chặt trộm. Sau là tôi là khi nghe thấy thì là trộm cắp đấy, thì bọn tôi ra, thì bắt đầu là thấy cái gì là đuổi bắt thì kẻ trộm ví dụ thế nó chạy như vậy, xong rồi đấy cả ô tô để lại hoặc là như thế cầm cái người cảnh giới như vậy, xong rồi tôi là báo công an phường. Còn tại khu di tích lịch sử văn hóa Ngũ Động Sơn thuộc xã Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, từ khi có thông tin gỗ sưa được thu mua với giá hàng triệu đồng trên mỗi kg, thì Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho lực lượng cựu chiến binh lập nên ban quản lý bảo vệ di tích và hàng trăm cây sưa trên núi cấm. Từ ngày chúng tôi được quản lý đến giờ thì cũng có một lần là có vi phạm chặt trộm gỗ sưa thì chúng tôi cũng đã được nhà chùa thông báo và chúng tôi đã tổ chức quản lý thì kẻ gian đã bỏ chạy trốn mất và từ đó đến giờ thì không có vụ nào tái diễn. Cây gỗ sưa thì ở Hà Nam thì chủ yếu bây giờ ở cái núi gọi là núi cấm thì là nó tương đối mọc ở trên cái sườn đá này thì tương đối như là khá nhiều. Thế nhưng mà còn ở những cái địa điểm khác thì chủ yếu là tập trung ở đình chùa. Nên cái công tác bảo vệ mặc dù là rất là khó khăn, chứ nói là không khó khăn thì không phải, nhưng rất khó khăn nhưng mà được nhân dân, được chính quyền và đặc biệt là cái cộng đồng dân cư ở cái khu vực đấy, người ta ủng hộ, người ta quyết tâm người ta bảo vệ thì tôi nghĩ là cũng không có gì khó nếu như mà người dân đã đồng tình ủng hộ bảo vệ cái việc đấy. Theo Nghị định số 32 ra ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ, quy định về việc quản lý thực vật rừng và động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thì cây gỗ sưa hay còn có tên gọi khác là huê mộc vàng thuộc nhóm 1A nằm trong danh mục thực vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Thực ra trên báo chí thì có nói đến các cái giá trị của gỗ sưa. Cái đấy là các cái thông tin mà trên báo chí. Thực sự mà nói thì vì gỗ sưa là cái loài mà thực vật rừng nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại, do đó nó không có một hình thành một thị trường. Cái việc xác định giá nó cũng rất là khó khăn và nó phụ thuộc vào các cái nhu cầu của cái loài gỗ này. Nhiều người dân cho biết khi chưa có thông tin giá gỗ sưa đắt đỏ như hiện nay, gỗ sưa chỉ được dùng để làm những vật dụng trong gia đình. Khách hàng của tôi thì thường là người ta lấy về là người ta trồng, có thể là người ta trồng ở các cái vỉa hè trước cửa nhà hoặc là người ta mang về quê mà đất rộng thì người ta trồng ở dưới quê. Ngày xưa thì cây gỗ sưa này nó chỉ có tác dụng là các cụ nó chắc, nó chịu được nước thì các cụ thường thường lấy về làm cái bắp cải bắp đựa. Để mà tôi chưa thấy nó có giá trị kinh tế thì cái gì. Mua móng trâu, bò, rồng ngô non, rễ hồi, ốc bưu vàng, đỉa và mua gỗ sưa, đó là thị trường ngầm đã được tạo nên ở Việt Nam trong những năm gần đây. Những thương vụ làm ăn chớp nhoáng này đã tạo nên một nguồn cung cấp dồi dào và gây nên những thiệt hại nặng nề về kinh tế và an ninh trật tự xã hội cho người dân Việt Nam.